Hôm nay mình sẽ đánh giá cái sự trải nghiệm của mình khi mua ca cộng Tuy Box này. Trải nghiệm sau 2 tuần sử dụng thì nói chung sai cũng tạm được. Đây là cái hộp của nó, nhà mình bị lắp ngay ngay đây luôn. Đây này, đây là cục tháo wifi, mình đấu thẳng dây mạng LAN luôn. Đấy, tốc độ đường truyền là 25 m. Đó. Rồi, cắm vào tivi. Đây. Nói chung là cái cục này nó cục cao cao còn tivi box này nó phản ứng thì đây được kiểu nó này. Đây. Nó hơi chậm. Đấy, phản ứng chậm lắm. Chuyển kênh chuyển đồ. Đây, thì chơi. Đó. Cho like đi. Chế độ like. Đây nó chậm lắm. Trong mắt anh thấy được 8-9 điểm. Còn điểm còn lại thì chưa có em trong đó. Tốc độ di chuyển kênh đấy. Chú là à, anh kìa. Đó. Chú là phóng viên. Mẹ cháu đâu rồi? Mẹ cháu đi tắm hơi rồi. Lại hơn đâu. Chú hỏi cái này nhé. Qua đây có cảnh sát. Đó. Thì nói chung tốc độ thì lúc mình xem rồi mình có xem ngoài ngoài hàng anh thì thấy tốc độ nó chậm so với trên trang. Mình mở trên trang này, mở trên trang mở máy tivi à, máy cộng cái này đó. Mở máy máy cộng lên thì thấy tốc độ nó chậm hơn khoảng hơn 1 phút. Thì con xem bóng đá nó chậm hơn mấy phút nào. Con so với đầu chảo thì mình thấy nó chậm hơn cùng tâm đó đấy. Còn cả ứng dụng của nó, các kênh của nó thì nó giống như trên máy cộng luôn, chứ nó không khác hết. Nhưng mà xem cái đầu này này, cá cộng tuy box này nó sẽ bất lợi hơn về so với đầu chảo á, là sẽ bạn sẽ không xem được một số kênh bản quyền, giống như là vì mình xem qua internet á, nên có một số kênh nó không phát kênh bản nó không phát qua được. Giống vừa rồi có U23 đá mà VTC nó mua bản quyền, mà trên này vẫn có kênh VTC3 nhưng mà trên các cổng nó phát được, vì đơn giản là nó không nó phát internet, nó phát nó đang vi phạm bản quyền nên nó không phát được. Với nhiều lúc xem phim mà nó bị lỗi, nó đang nó bị gọi là chết nửa chừng, thỉnh thoảng thôi mình phải cài đặt lại, khởi động lại. Đây. Còn các kênh của nó thì cũng nhiều giống như bên mà kênh máy còn vậy. Nếu mình khuyên các bạn, nếu nha các bạn có Smart TV thì bạn cần đăng ký máy ca cộng rồi tải app về. Hoặc nữa là xem mua di động rồi cắm dây đổi thẳng tivi được, không cần phải mua cục này đâu, bạn sẽ tiết kiệm được 495 ngàn, đỡ mất công mà phải mua nữa nữa. Hiện tại giá nó bây giờ là 135 ngàn tháng, nếu bạn giá hàng ba tháng một lần. À, vậy có thêm một cái nữa này là cái chất lượng hình ảnh này, nó là HD nhưng mà nhiều lúc hình ảnh nó nóng nét, mặc dù tivi của mình là tivi đồ hình phân giải 4K nha, nhưng mà như lúc cái chất lượng hiện tại nó bị mờ, giống như nhất là hôm mình coi ngoài ấy á, thỉnh thoảng chất lượng nó hình như tầm cỡ 720 hẳn, 720 thì tốc độ nó xuống khoảng cỡ 480 tầm đó. Đây đầu con này nó tua qua thì chất lượng. Còn xem phim mà trên chức năng này á, này chức năng này đây, phim này đây VOD này,
Thì nói chung hình ảnh này chất lượng ổn định, nhưng mà khi xem trực tiếp bóng đá thì mình hiểu sao trục trặc là chất lượng nó ổn định về hình ảnh. Những lúc thì nó rất nét, nhưng mà những lúc thì nó bình thường. Con này nó là cái tiền là nó vận chuyển được. Với những nhà chung cư đô mà không có hướng bắt chảo thì bắt cái đôi được. Đấy. Một tí cắm dây thẳng rồi đó. Thế rồi. Còn gì rồi, hết rồi. Ở đây độ giải đó đây. Tần số 50 Hz đây. Tốc độ đường truyền tối thiểu là như quảng cáo 10 mê thì phải, mà nhà mình bắt mạng là 25 mê của Viettel đó. Mà không có ăn thua. Nó vẫn chậm. Đó thôi. Còn chất lượng hình ảnh đồ thì có lúc được thì lúc không. Nên nếu mà chính thực sự nếu mà bạn có điều kiện lắp chảo thì bạn nên mua chảo lắp mà sai. Đừng sai con TV box này. Còn nếu có điều kiện thì mua máy các cổng về được. Đăng ký máy các cổng rồi lên app của TV Smart TV á, mình download app về. Có máy Smart TV giống như dòng Sony vậy, mình thấy Sony có app app của Philly nó có hỗ trợ cái app của máy cổng này vậy. Đây thấy khởi động chưa? Tắt máy, tắt cái đầu đi rồi khởi động lại, thấy nó lâu chưa? Nãy giờ nó vẫn chưa lên. Đó. Nó thường xuyên bị lỗi như thế này lắm. Rồi có nhiều bữa đang xem phim nó tắt luôn, nó bảo lỗi không nhìn diện được, bắt buộc mình phải reset lại. Khởi động lại thiết bị. Rồi có nhiều bữa thì mất điện xong có điện lại cái là ví dụ cục này đúng không? Đang có điện bình thường là từ những cục điện vậy á, nó lại nó bảo là kết nối mạng. Và chỉ là lỗi kết nối mạng. Mà lỗi kết nối mạng là mình cắm bằng LAN rồi xong rồi mình khởi động tắt máy khởi động lại nó mình báo là kết nối mạng. À, lỗi kết nối mạng đó, bây giờ nó chưa chưa lên này. Tắt khởi động lại xem. Đó, nó lơ luôn. Order này vừa trước điện của tổng đài bảo chiếu ra cái gì không? Rút dây nguồn ra. Xong cắm của nó bình thường. Mà nó order như vậy luôn này. Khổ thế đấy. Đây. Ví dụ cái này lâu đây đúng không? Mà mình thường phải vào đây này. Đó, cài đặt. Rồi xong rồi xuống cuối cùng. Đây, hệ thống. Đây. Khởi động lại. Nhấn khởi động lại nha. Ấn cái là nó ok phát nó chạy bình thường. Để em nhảy bên trên cho xem. Chờ tí. Nó lên bình thường cho xem này. Nó lên đúng bài nó lên như thế này này. Đây, bắt đầu nó khởi động bình thường này, nó có 16 chào luôn này. Lâu nhỉ. Ủa sao bị trục trặc lại. Đó, bắt đầu lên rồi đấy. Ồ, đó. Đó, đây, nó lên bình thường. Nó lên bình thường là lên như này đấy. Còn lúc này mà chơi lâu này mà nó không hiển cái này ra là bạn phải khởi động lại nha. Lưu ý như vậy đấy. Nói chung là xài cục này nó ổn định. Đó, bên lên rồi đấy. Rồi. Ok. Hoặc là bạn đang xem cái kênh này đúng không? Cái bột mà bạn vô tình mà chuyển cái 23 những lúc nó bị lỗi như vậy á, nó đơ luôn, nó treo máy luôn. Đây. Vậy nên mình nói rồi, nếu các bạn có điều kiện thì tốt hơn
đi lắp đầu chảo, hoặc không thì máy lắp ma còn mà sai, cháu tiết kiệm đỡ một cái đầu này, cháu tiết kiệm tiền. Thôi đấy thôi, nó đỡ được kìa. Chứ mang tốc độ 20 mà anh thua đó.